không nên, tại vì là nếu mà có ghét thì chạy nó sẽ hiệu quả hơn. Few moments later. Hello, xin chào tất cả các bác. Hôm nay trên tay mình thì đang là cây vợt Fortius 10 Quick phiên bản bậc đặc biệt. Đây là cây vợt đắt nhất trên thị trường của Mizuno. Cây vợt này được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 12 năm 2019 và giá niêm yết của nó hiện nay là 6.800.000 đồng. Thật sự là một cái giá không hề nhẹ nhàng một chút nào. Chúng ta cùng thử đi xem cây vợt này nó như thế nào nhá. Về cảm nhận ban đầu khi mình vừa mới cầm vào cây vợt này ấy, thì mình thấy là nó có một cái khung vợt này, một cái vành rất là dày. Đấy, vành vợt dày hơn bình thường. Mặc dù nó là cái vành vợt khá là dày, tuy nhiên thì khi mình cầm mình vung vẩy thử thì nó vẫn cho một cái cảm giác rất là thanh thoát. Một chút nữa chúng ta sẽ đi xem trong cái cây vợt này nó có công nghệ gì. Còn bây giờ thì cùng nói về thông số của cây vợt này. Trên tay mình đang là bản 4U G5. 4U G5 thì trọng lượng của nó đâu đó khoảng từ 83 đến 86 gram, dao động từ 83 đến 86 gram. Cây vợt này cho sức căng từ 23 đến 27 NPS, đâu đó nó rơi vào khoảng 12 kg, 12,5 kg lực căng tối đa. Vợt nặng đầu, thân cứng. Tiếp theo chúng ta cùng xem cây vợt này có gì ở bên trong nó nhá. Mình chỉ nói thế thôi chứ không phải là mình mổ xẻ cây vợt này ra đâu. Mình sẽ nói về những cái công nghệ ở trong cái cây vợt này nhá. Đúng như cái tên gọi Quick của nó vẫn cho khả năng xử lý cầu rất là linh hoạt, đặc biệt là trong những pha phản tạt. Và ở đây nữa, nó là một cây vợt nặng đầu cho nên nó vẫn đảm bảo cho những pha tấn công mạnh mẽ và ổn định. Thì cây vợt này nó là một sự lựa chọn của nhà vô địch thế giới và vô địch Olympic. Các bạn có biết là ai không? Chính là Henra Setia One. Cây vợt này đang được Henra Setia One thi đấu ở trong các giải quốc tế trên thế giới, giành được khá là nhiều những thành tích. Và theo cảm nhận của mình, cây vợt này đúng là rất là dễ chơi thật. Tiếp theo thì cây vợt này nó có cái công nghệ này, Ball Force System, tức là cái công nghệ phân bổ trọng lượng từ trung tâm trở ra, cho nên là nó sẽ giúp cho giảm độ vặn xoắn, tăng cái sự thu hồi vợt ấy, giúp cho những cái pha cầu nó ổn định hơn, tốc độ hơn. Nói chung là nó cộng lực cho cái vợt này. Mình muốn nói đến tiếp là cái khung vợt. Khung vợt này thì được sử dụng cấu trúc box frame. Box frame là một cái cấu trúc rất là cơ bản, đơn giản nhưng mà hiệu quả rất là cao. Thì để mô tả về cái box frame này thì ví dụ như Li-Ning, Mizuno ở cây X1.1 ấy, thì họ có những cái thiết kế như là thiết kế 3D này, hay là thiết kế gợn sóng như ở cây X1.1 ấy. Cái vành vợt này vát nhọn này. Thì tại sao một cây Mizuno cao cấp như thế này, và điển hình nhất là ở Yonex, tất cả các cây vợt của Yonex họ đều sử dụng cái khung vợt, cái thiết kế khung này, box frame. Thì phải nói là cái box frame này nó là một cái giúp cho cái khung vợt này được ổn định trong các pha vung vợt hay là những cái cú đập mạnh mẽ. Thì cái mặt vợt là đặc biệt cái lực truyền đi nó ổn định và hiệu quả hơn. Đũa vợt Fortius 10 Quick là extra slim sharp, tức là đũa vợt rất nhỏ. Nó được sử dụng để làm giảm lực cản của không khí này, tăng độ đàn hồi này. Đặc biệt là cái đũa nhỏ này thì nó giảm đáng kể cái trọng lượng của toàn bộ cây vợt để giúp cho các bạn có những pha đánh tốc độ cao được một cách dễ dàng nhất. Khi mà làm cái đũa quá nhỏ ấy, thì cái vợt này tự nhiên nó trở nên mềm, quá mềm để mà tích trữ cái năng lượng, lưu trữ cái năng lượng hay là cái năng lượng để tác động vào quả cầu ấy, cái lực ấy, hay nói là cái lực để mình đánh trả quả cầu ấy. Thì cái vợt Mizuno Quick 10 này đã được cái đũa của cái vợt này đã được thay thế bằng cái chất liệu Emfusion. Emfusion thì
nó là một cái chất liệu giúp cho cái vợt này nhẹ hơn nhưng mà cứng vừa, cho nên là cái vợt này vẫn dễ dàng đạt được cái hiệu quả cao trong các quả đánh, hay là mang lại những pha cầu chính xác hơn và hiệu quả hơn, mặc dù cái đũa này nó là đũa nhỏ. Tiếp theo một cái điểm hay nữa, đó là cái vợt này nó được sử dụng công nghệ Tokwe Technology T5. Cái công nghệ này được quảng cáo tức là nó sẽ giúp cho truyền được tối đa những cái lực mà mình phát ra từ vai, từ cánh tay, từ cổ tay vào cây vợt này, thì nó sẽ giúp tiết kiệm sức lực hơn và giúp tối ưu những cái quả đánh của mình cho những cái lực phát ra từ cây truyền được truyền vào cây vợt này, truyền tới vào cầu nó được mạnh hơn, được nhiều lực hơn, nhiều năng lượng hơn. Và bây giờ thì mình sẽ đi đến phần tổng kết tổng quan cây vợt này. Ok, để đánh giá tổng quan về cây vợt này thì mình sẽ đánh giá từ phần 1. Đầu tiên về cái độ linh hoạt của cây vợt này, mình đánh giá 9 trên 10 điểm. Tiếp theo về độ trợ lực của cây vợt này, bởi vì nó là một cây vợt nặng đầu cho nên là nó sẽ trợ lực rất là tốt, đánh giá 10 trên 10 điểm luôn. Và cây vợt này là một cây vợt dễ điều khiển, 9 điểm cho cái độ điều khiển và chơi rất là có cảm giác cầu, rất là dễ dàng, có cảm giác với vợt, 9 trên 10 điểm. Tổng kết lại, một cây vợt vừa linh hoạt, dễ dàng điều khiển, chơi có cảm giác dễ dàng, có cảm giác mà lại độ trợ lực cao, đánh giá 9 trên 10 điểm luôn. 9 trên 10 điểm, bởi vì 10 trên 10 điểm thì làm gì có cây vợt nào mà có thể vừa tay được tất cả mọi người. Cho nên 90 trên 10 điểm nó đã là hoàn hảo rồi. Một lý do nữa để đánh giá 9 trên 10 điểm là bởi vì nó là cây vợt được Setia One, một ông vua trên lưới, lựa chọn, thì nó phải là một cây vợt linh hoạt, dễ dàng kiểm soát cái khu vực phía trên lưới. Tuy nhiên thì khả năng tấn công nó cũng rất là mạnh mẽ và uy lực, thì cây vợt này xứng đáng đạt 9 trên 10 điểm, gần là hoàn hảo rồi đấy. Nếu các bạn có điều kiện thì hãy thử trải nghiệm cây vợt này. À, còn một điểm nữa, tức là theo như nhiều bạn đã từng trải nghiệm rất nhiều dòng vợt rồi ấy, thì có so sánh là cây vợt này nó so sánh cái vợt Fortiwood 10 Quick này với Zonex thì nó khá là giống 88S. Tuy nhiên thì nó có độ nặng đầu hơn và cái thân vợt này nó dẻo hơn, cho nên là cây vợt này được trợ lực nhiều và dễ dàng chơi hơn, chơi dễ hơn, chơi thích hơn đấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Để mua được những sản phẩm vợt clone chính hãng, hãy đến với Quốc Việt Badminton, địa chỉ số 27 ngõ 104 Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và đừng quên đăng ký để ủng hộ mình trong các video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.